Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà trong thời gian các con chúng ta nghỉ học để phòng chống bệnh cúm corona. Bài ôn tập hôm nay các con chúng ta sẽ thực hiện 4 bài tập giúp cho các con chúng ta củng cố về thực hiện các phép tính nhân chia các số có nhiều chữ số với số có 3 chữ số. Các con chúng ta ôn tập và tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép cộng, phép trừ. Bên cạnh đó thì các con chúng ta sẽ ôn tập về giải toán có lời văn. Các con chúng ta hãy ghi chép 4 câu bài tập vào trong sổ trắng. Sau đó thì các con hãy suy nghĩ và tự làm bài trong thời gian khoảng từ 40 đến 60 phút. Sau khi các con chúng ta làm bài xong để kiểm tra kết quả của mình thì các con chúng ta tiếp tục mở video và xem phần hướng dẫn làm bài và đáp án của cô ở phần sau nhé. Sau đây thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ làm bài và so sánh đáp án. Bài tập số 1. Bài tập 1, đặt tính rồi tính. Bài tập 1 thì các con chúng ta thực hiện là 2 bước. Bước 1 là các con đặt tính theo cột dọc. Bước 2 là các con chúng ta sẽ thực hiện tính kết quả. Chúng ta sẽ cùng cô thực hiện ý A. 1837 nhân với 403. Các con đặt tính theo cột dọc. Sau khi đặt tính xong, các con thực hiện tính kết quả. Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 3 bằng 9, nhớ 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 3 x 8 bằng 24, thêm 1 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5. Chúng ta nhân sang tới hàng chục. 0 nhân với số nào cũng bằng 0, cho nên chúng ta sẽ viết kết quả bằng 0 thẳng với hàng chục. Chúng ta tiếp tục nhân sang hàng trăm. 4 nhân 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 x 8 bằng 32, nhớ 1 bằng 33, viết 3 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7, viết 7. Chúng ta thực hiện cộng để tìm tích cuối cùng. 1 hạ 1. 1 cộng 0 bằng 1, viết 1. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. 7 hạ 7. Chúng ta được 740.311 là kết quả của phép tính A. Phép tính B, 4.762 nhân 56. Các con chúng ta đặt tính theo cột dọc. Sau đó chúng ta thực hiện tính kết quả theo thứ tự nhân từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 6 x 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 x 6 bằng 36, thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3. 6 x 7 bằng 42, nhớ 3 bằng 45, viết 5 nhớ 4. 6 x 4 bằng 24, thêm 4 bằng 28, viết 28. Chúng ta nhân sang hàng chục. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Chúng ta viết kết quả thẳng với hàng chục. 5 x 6 bằng 30, thêm 1 bằng 31, viết 1 nhớ 3. 5 x 7 35, nhớ 3 bằng 38, viết 8 nhớ 3. 5 x 4 bằng 20, thêm 3 bằng 23, viết 23. Chúng ta thực hiện cộng để tìm tích cuối cùng. 2 hạ 2, 7 cộng 0 bằng 7, viết 7. 5 cộng 1 bằng 6, viết 6. 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 2 hạ 2,
chúng ta được 266.672 là kết quả cuối cùng của phép tính phần B. Chúng ta chuyển sang ý C, 31.360 chia cho 140. Đây là phép tính chia. Các con chúng ta sẽ thực hiện đặt tính theo cột dọc. Chúng ta đặt tính theo cột dọc xong, chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số. Các con chúng ta sẽ lần lượt lấy 3 số từ trái để chia. Lấy 313 chia cho 140. Các con chúng ta sẽ nhẩm để ước lượng thương. 3 chia cho 1 thì được 3. Tuy nhiên chúng ta sẽ lấy khoảng là 2. Vậy 313 chia cho 140 được 2, viết 2. Nhân lên để tìm số dư. 2 nhân 0 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Viết 3. 2 nhân 4 bằng 8. Lấy 11 trừ đi 8 bằng 3. Viết 3 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Chúng ta hạ 6 xuống. Được 336 chia cho 140. Chúng ta lại được thương lần thứ 2 là 2. Nhân lên để trừ đi tìm số dư. 2 nhân 0 bằng 0. 6 trừ 0 bằng 6. 2 nhân 4 bằng 8. Lấy 13 trừ đi 8 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2. Nhớ 1 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Chúng ta hạ con số 0 cuối cùng xuống. Được 560 chia cho 140. Chúng ta ước lượng nhẩm thương 5 chia cho 1 thì được khoảng 4. Chúng ta sẽ viết 4 ở phía bên phải số 2. Nhân lên để tìm số dư. 4 nhân 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 4 nhân 4 16. Lấy 16 trừ đi 16 bằng 0. Nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4. Thêm 1 bằng 5. 5 trừ đi 5 bằng 0. Chúng ta đã hoàn thành xong cột C. Kết quả cuối cùng bằng 224. Ý D, 12.908 chia cho 546. Các con đặt tính theo cột dọc nhé. Sau khi đặt tính xong rồi, các con chúng ta sẽ thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta sẽ lấy 3 số là 129 chia cho 546. Lần này, lần đầu tiên chúng ta thấy số bị chia nhỏ hơn số chia, nên chúng ta không thực hiện chia, mà chúng ta sẽ lấy 4 số để chia. Lấy 1290 chia cho 546. Chúng ta sẽ nhẩm lấy 12 chia cho 5 được khoảng là 2. Vậy thương lần thứ nhất chúng ta sẽ được 2. Nhân lên để tìm số dư. 2 x 6 bằng 12. Lấy 20 trừ đi 12 sẽ được 8. Viết 8 nhớ 2. 2 x 2 bằng 4 thêm 2 bằng 2 x 4 bằng 8 thêm 2 bằng 10. Lấy 19 trừ đi 10 được 9 nhớ 1. 2 x 5 bằng 10 nhớ 1 11. 12 trừ 11 còn 1. Ta hạ số 8 xuống. Được 1988 chia cho 546. Lần này chúng ta sẽ nhẩm lấy 19 chia cho 5 thì được khoảng 3. Chúng ta nhân lên để trừ tìm số dư. 3 x 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0 nhớ 1. 3 x 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13. 18 trừ 13 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 3 x 5 15 nhớ 1 16. 19 trừ 16 còn 3. Như vậy chúng ta được kết quả cuối cùng là 23 và dư 350. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn các con chúng ta kiểm tra kết quả và đáp án của bài tập số 1. Các con chúng ta hãy so sánh bài làm của mình xem là kết quả mình làm đã đúng chưa. Chúc mừng các bạn chúng ta đã hoàn thành đúng bài tập số 1. Còn bạn nào chúng ta còn chưa đúng ấy, thì chúng ta hãy xem lại xem mình còn nhầm và sai sót chỗ nào. Các con sửa lại cho đúng nhé. Tiếp theo thì mời các con chúng ta sẽ cùng cô chúng ta kiểm tra và so sánh bài tập số 2 nhé. Bài 2 tính bằng hai cách. Chúng ta có bài toán là các cái giá trị của biểu thức.
Vậy thì các con chúng ta sẽ thực hiện mỗi một biểu thức thì chúng ta sẽ thực hiện tính bằng hai cách khác nhau. Vậy thì ở phần A chúng ta có là 1234 nhân với mở ngoặc 45 cộng với 55 đóng ngoặc. Với biểu thức này thì người ta yêu cầu các con chúng ta thực hiện tính bằng hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện nhìn vào biểu thức, ta thấy là đây là biểu thức có dấu ngoặc, cho nên chúng ta thực hiện tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các con chúng ta sẽ đưa về dạng là một số nhân với một tổng. Chúng ta sẽ lấy cái số đó nhân với lại số hạng thứ nhất cộng với số đó nhân với số hạng thứ hai. Thì đó là cách thứ hai. Như vậy cô sẽ cùng với các con chúng ta thực hiện làm cách thứ nhất của phần A trước nhé. Chúng ta sẽ thực hiện là làm phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Các con thực hiện lấy 45 cộng với 55 trước. 45 cộng với 55 bằng 100. Các con chúng ta sẽ trình bày như sau. Chúng ta sẽ viết bằng 1234 nhân với kết quả chúng ta đã thực hiện là 45 cộng với 55 bằng 100. Sau đó chúng ta thực hiện lấy 1234 nhân với 100. Chúng ta dễ dàng nhân nhẩm, chúng ta thêm hai số 0 vào sau số 1234, chúng ta sẽ được là 123.400. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta sẽ đưa về dạng là một số nhân với lại một tổng. Chúng ta sẽ lấy số đó nhân với lại số hạng thứ nhất, 1234 nhân với 45 cộng với 1234 nhân với lại 55. Lúc này thì ta lại có biểu thức là có phép tính nhân và phép tính cộng. Ta thực hiện các phép tính nhân trước và phép tính cộng sau. Lấy 1234 nhân với 45, chúng ta được kết quả là 55.530 cộng với lại 1234 nhân với 55 được 67.870. Và cuối cùng cộng hai kết quả này lại được 123.400. Như vậy thì tính bằng hai cách, cách nào chúng ta cũng được kết quả là 123.400. Như thế là chúng ta đã hoàn thành ý A. Ý B. Ý B ở đây thì chúng ta thấy là biểu thức 4.095 chia cho 315 trừ 945 chia cho 315. Đây là biểu thức có phép tính chia và phép tính trừ. Vậy thì biểu thức có phép tính chia và trừ thì chúng ta thực hiện phép tính chia trước, phép tính trừ sau. Đây chính là cái cách làm thứ nhất. Các con chúng ta thực hiện 4.095 chia cho 315 được kết quả. Các con tính ra nháp nhé, tìm kết quả và kết quả sẽ được là bằng 13. Chúng ta trừ cho 945 chia cho 315, chúng ta cũng tính nháp để tìm kết quả của phép chia đó, được là 3. Và chúng ta có là 13 trừ đi 3, được kết quả cuối cùng sẽ là bằng 10. Đây là cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai là các con chúng ta sẽ đưa cái biểu thức này về dạng là một hiệu chia cho một số. Ở đây thì chúng ta có 4.095 chia cho 315 và 945 chia cho 315. Cho nên đây sẽ là một hiệu là 4.095 trừ đi 945 cùng chia cho 315. Chúng ta sẽ làm cách 2 bằng cách nhóm về dạng một hiệu chia cho một số. Chúng ta lấy 4.095 trừ đi 945. Ta nhóm vào một nhóm, sau đó chúng ta thực hiện chia cho 315. Lúc này ta trở thành là biểu thức có phép tính có dấu ngoặc, cho nên chúng ta thực hiện trong ngoặc trước. 4.095 trừ đi 945 sẽ được 3.150 chia cho 315. Và kết quả cuối cùng chúng ta sẽ được là 10. Đây là hai cách thực hiện. Các con chúng ta thấy là
cách nào chúng ta làm ra thì cũng đều ra kết quả là bằng 10. Vậy thì vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện bài tập số 2. Các con chúng ta làm bài và các con kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa. Chúc mừng các bạn chúng ta đã làm bài đúng nhé. Còn những bạn nào chúng ta làm chưa đúng thì các con chúng ta hãy xem lại và chúng ta hãy sửa lại cho đúng. Tiếp theo mời các con chúng ta cùng cô kiểm tra và làm bài tập số 3 nhé. Bài 3 tìm y. Trong bài 3 này thì chúng ta sẽ có hai ý, ý A và ý B. Sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô chúng ta lần lượt giải bài toán nhé. A 501 nhân với mở ngoặc y trừ 694 đóng ngoặc bằng 164.829. Quan sát vào cái bài toán này thì các con thấy được là đây là một bài toán có là thừa số nhân với lại thừa số bằng một tích. Vậy thì ở đây thừa số thứ nhất chúng ta biết là 501, thừa số thứ hai của chúng ta thì lại là một nhóm y trừ đi 694, và tích của chúng ta thì đã biết là bằng 164.829. Trước tiên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái thừa số chưa biết là y trừ đi 694 trước. Vậy tìm thừa số chưa biết, chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Chúng ta sẽ trình bày thừa số chưa biết là y trừ đi 694 bằng tích là 164.829 chia cho 501. Lúc này thì chúng ta lại đưa cái bài toán trở về là dạng tìm thành phần chưa biết trong phép tính trừ rồi. Chúng ta thấy bên trái chúng ta có là y trừ đi 694, bên phải chúng ta có là 164.829 chia cho 501. Vậy thì thành phần chưa biết chúng ta y lúc này lại trở thành là số bị trừ. Vậy muốn tìm số bị trừ thì chúng ta lại lấy hiệu cộng với số trừ. Chúng ta đã biết số trừ là 694, nhưng hiệu ở đây của chúng ta thì chưa biết, mà nó lại là một cái phép tính chia. Cho nên trước tiên các con chúng ta sẽ phải tìm hiệu của cái bài toán này bằng cách là lấy 164.829 chia cho 501. Các con chúng ta mang nháp ra để chúng ta chia xem được bao nhiêu nhé. Cô thực hiện chia và chúng ta sẽ được là 329. Vậy vế bên phải của chúng ta lúc này là được 329. Các con trình bày bài toán, chúng ta viết lại vế bên trái y trừ đi 694 bằng kết quả của phép chia là 329. Lúc này chúng ta đã đưa về cái dạng toán tìm thành phần chưa biết, dạng đơn giản, ta nhìn ta biết là y cần tìm là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta sẽ lấy hiệu cộng số trừ. Chúng ta sẽ trình bày y sẽ bằng hiệu là 329 cộng với 694. Lúc này chúng ta thực hiện nháp để tìm kết quả. Cuối cùng y sẽ bằng là 1023. Đó là kết quả cuối cùng. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta cùng cô chúng ta thực hiện bài toán phần B. Phần B là y nhân với 15 cộng với y nhân với 25 bằng 1600. Các con quan sát ở trong cái bài B này thì vế bên trái của chúng ta thì có là y nhân với 15 cộng y nhân với 25. Thì ở đây chúng ta có thể đưa về dạng là một số nhân với một tổng, và một số đó chính là y, và nhân với một tổng là 15 cộng với 25. Chúng ta đầu tiên sẽ phải đưa cái vế bên trái về dạng toán là một số nhân với một tổng. Các con chúng ta trình bày y nhân với mở ngoặc 15 cộng với 25 sẽ bằng là 1600. Lúc này thì chúng ta đã đưa về dạng là y nhân với lại
Y là thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai là 15 cộng 25 và bằng 1600. Lúc này thì thừa số thứ hai của chúng ta là một tổng, cho nên chúng ta sẽ phải thực hiện tìm cái thừa số thứ hai. Các con tiếp tục trình bày. Chúng ta sẽ viết y nhân với thừa số thứ hai là 15 cộng với 25 bằng 40 bằng 1600. Lúc này ta lại đưa về dạng là bài toán là tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân. Y là thừa số chưa biết, muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tích ở đây là 1600 chia thừa số đã biết là 40. Chúng ta tiếp tục trình bày. Y bằng 1600 chia cho 40. Chúng ta thực hiện là nhẩm hoặc là nháp để ra kết quả. 1600 chia cho 40 sẽ bằng 40. Chúng ta trình bày y bằng 40. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Các con chúng ta hãy kiểm tra xem là chúng ta đã làm bài đúng chưa. Cô chúc mừng các bạn chúng ta đã làm đúng bài tập số 3. Những bạn nào chúng ta chưa đúng và còn sai sót chỗ nào thì các con chúng ta hãy sửa lại để cho đúng nhé. Tiếp theo, cô sẽ mời các con chúng ta cùng cô thực hiện kiểm tra bài tập số 4. Bài 4. Hai cửa hàng cùng nhập về 5.250 kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 250 kg gạo. Cửa hàng thứ hai bán được 210 kg gạo. Hỏi cửa hàng nào bán hết số gạo sớm hơn và sớm hơn mấy ngày? Để giải được bài toán này thì các con chúng ta hãy đọc kỹ bài toán, xem bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì. Ở đây thì bài toán cho chúng ta biết là cả hai cửa hàng cùng nhập cái số gạo giống như nhau là 5.250 kg gạo. Và trung bình mỗi ngày thì cửa hàng thứ nhất bán được 250 kg gạo, nhưng cửa hàng thứ hai thì lại bán được có 210 kg gạo thôi. Bài toán hỏi là hai cửa hàng đó thì cửa hàng nào bán gạo hết sớm hơn và sớm hơn mấy ngày? Để giải được bài toán này thì các con chúng ta nên tóm tắt bài toán. Các con chúng ta tóm tắt để chúng ta biết được bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì và tìm ra cái cách để giải bài toán. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các con tóm tắt như sau. Đầu tiên là hai cửa hàng cùng có số gạo như nhau là 5.250 kg gạo. Trung bình mỗi ngày thì cửa hàng 1 bán là 250 kg gạo. Cửa hàng thứ hai thì trung bình mỗi ngày bán được 210 kg gạo. Bài toán hỏi là cửa hàng nào bán hết sớm hơn và sớm hơn bao nhiêu ngày? Như vậy thì nhìn vào tóm tắt này thì các con thấy được là muốn biết được cửa hàng nào bán hết sớm hơn và bán sớm hơn bao nhiêu ngày thì các con phải biết được rằng là cửa hàng thứ nhất sẽ phải bán bao nhiêu ngày thì hết số gạo. Cửa hàng thứ hai phải bán bao nhiêu ngày thì hết số gạo. Muốn biết được cửa hàng 1 bán bao nhiêu ngày hết số gạo là 5.250 kg thì ta sẽ lấy số gạo 5.250 kg chia cho số gạo bán trong một ngày là 250 kg sẽ ra được số ngày cần để bán hết gạo của cửa hàng 1. Tương tự như vậy thì ở cửa hàng thứ hai, tìm cái số ngày cần để bán hết gạo là 5.250 kg ở cửa hàng thứ hai thì chúng ta cũng lấy cái số gạo của cửa hàng thứ hai chia cho số gạo trung bình một ngày bán được là 210 kg sẽ ra được số ngày cần để bán hết số gạo đó. Sau khi chúng ta tìm được cái số ngày cần để bán hết số gạo của cửa hàng 1 và cửa hàng 2 rồi thì các con chúng ta hãy so sánh xem cửa hàng nào mà có số ngày bán ít hơn thì cửa hàng đó bán gạo hết sớm hơn. Cửa hàng nào mà có số ngày bán gạo nhiều hơn thì cửa hàng đó sẽ là bán hết số gạo sau hơn. Và muốn biết được là cái cửa hàng bán sớm hơn và sớm hơn mấy ngày thì ta sẽ lấy số ngày của cái cửa hàng bán sau trừ đi cái số ngày của cửa hàng
bán hết sớm thì sẽ ra được cái số ngày mà bán sớm hơn. Như vậy thì bài toán này chúng ta sẽ phải giải bằng 3 phép tính, 3 lời giải 3 phép tính. Chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Thứ nhất là tìm số ngày cần để bán hết gạo ở cửa hàng 1. Chúng ta trả lời số ngày cần để cửa hàng 1 bán hết gạo là lấy 5.250 chia cho 250 bằng 21 ngày. Lời giải thứ hai là tìm số ngày cần để cửa hàng 2 bán hết gạo là lấy 5.250 chia cho 210 sẽ ra được 25 ngày. Nhìn vào đây thì ta thấy được là cửa hàng 1 bán có 21 ngày là hết, cửa hàng 2 thì phải bán 25 ngày là hết, cho nên cửa hàng 1 sẽ bán sớm hơn, bán hết gạo sớm hơn cửa hàng 2. Chúng ta sẽ trả lời vậy cửa hàng thứ nhất bán hết gạo sớm hơn cửa hàng thứ hai và sớm hơn số ngày là, ta sẽ lấy 25 trừ đi 21 bằng 4 ngày. Đáp số sẽ bằng 4 ngày. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện xong bài tập số 4. Các con kiểm tra lại xem là mình đã giải bài toán đúng chưa. Chúc mừng các bạn chúng ta giải bài toán đúng. Bạn nào chúng ta giải chưa đúng thì các con chúng ta hãy xem lại, sửa lại cho đúng nhé. Cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện ôn tập môn toán. Các con chúng ta đã hoàn thành bài của mình và các con xem là bài nào các con chúng ta đã làm tốt rồi thì các con tiếp tục phát huy. Bài nào các con còn quên và làm bài chưa được đúng thì các con chúng ta hãy chăm chỉ rèn luyện và thực hiện ôn luyện nhiều để các con làm bài cho nó đúng hơn nhé. Cuối cùng cô chúc sức khỏe các con, chúc các con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo nhé.